Để con bạn trở thành nhà vô địch Chương 4 Thúc đẩy niềm đam mê bằng những kỹ thuật đơn giản Chúng ta khẳng định chắc chắn rằng không có gì tuyệt vời Trên thế giới này có thể thực hiện được mà thiếu vắng niềm đam mê Michelangelo không vẽ trần nhà thờ Sistine Chỉ vì có ai đó đã yêu cầu ông Ông vẽ nó vì đó là đam mê của ông Đó là điều ông cần phải làm Kết quả là Như mỗi khi có sự xuất hiện của đam mê Một tuyệt phẩm đã ra đời Dĩ nhiên âm nhạc là đam mê của Elvis Presley Thí nghiệm là đam mê của Thomas Edison Bay là đam mê của anh em nhà Wright Và cũng là đam mê của Michel Johnson nữa không ai buộc cậu bé Jordan phải mất cả ngày trên sân bóng để chơi bóng rổ. Ngày nào cũng thế, đó là vì cậu ấy muốn thế, đó là điều trái tim cậu ấy mách bảo. Trong vai trò một bậc phụ huynh, việc bạn cần làm là giúp con mình tìm ra đam mê thật sự của chúng. Bạn có nhiều có nhiệm vụ đảm bảo niềm đam mê đó là chính đáng. Nói cách khác, đại lộ Madison, bạn bè của con, tivi trò chơi điện tử hay, đường phố đều sẽ góp phần vào việc hình thành và định hướng cho số phận của con bạn. Việc đó có giống với sự kiểm soát không? Một thái độ kiểu Svengali. Nếu được thực hiện theo cách thông thường, khi các bậc cha mẹ thúc ép và buộc một đứa trẻ phải làm điều gì đó, thì nó đúng là như vậy. Chẳng hạn như Mark Marinovic, người đã lên chương trình cho Tuts, con trai ông, trở thành tiền vệ bóng đá xuất sắc từ khi cậu còn chưa lọt lòng. Kết quả là Tuts lớn lên nên trở thành một tiền vệ ngôi sao ở trường trung học và ở USC và thậm chí còn là hạt giống của vòng đấu giải đấu quốc gia Mỹ NFL do một rider danh tiếng tuyển lựa nhưng quả tên lửa phóng lên mặt trăng đã nổ, tốt, ngừng chơi bóng sau hai mùa đá tại giải NFL, bởi vì đó không phải là mơ ước của cậu. Đó là mơ ước là đam mê của cậu. Đơn giản, cậu đã chơi bóng để hoàn thành ước mơ của người cha. Cuối cùng, kết quả là một cơn ong mộng với ma túy và tù tội. Chuyện tương tự về những vận động viên trẻ tuổi kiệt sức quá phổ biến ở Mỹ. Có lẽ bạn cũng sẽ biết hay quen ai đó có con gái hoặc con trai ngừng chơi thể thao ở trường trung học. Sai lầm mà nhiều bậc phụ huynh đã phạm phải là họ đã mở cho chính mở cửa chính và cố gắng buộc con cái ngày ngày đi qua đó. Họ yêu cầu đi tập đi, ra ngoài đi đi làm điều đó đi cách tiếp cận này đơn giản là không thể hiệu quả việc mắng mỏ hay đay nghiến cũng sẽ không bao giờ thành công tạo động lực cho con qua cửa ngách sẽ có tác dụng lớn hơn nhiều hãy nghĩ về thể thao âm nhạc viết văn nghệ thuật hay việc đi học như việc chuẩn bị rừng ngủ vậy nhắc nhở con trai hay con gái đi chuẩn bị rừng đi con sẽ chẳng mang lại nhiều kết quả khả quan hoặc có thể có trong một hay hai tuần còn về lâu dài chắc chắn là không nếu có một chiến dịch quảng cáo có hình ảnh ca sĩ nổi tiếng như Direct Jester hay Beyond sáng sáng dọn giường chú đáo và nghệ thuật có lẽ bạn sẽ có cơ hội thành công nhưng chẳng có có đoạn quảng cáo nào như thế cả hoặc giả sử tất cả bạn bè của con bạn đều thích xếp giường xếp dọn giường nhưng dĩ nhiên điều này cũng lại không có thực thực tế là việc bảo con trai hay con gái bạn hãy vào chơi piano đi không hề hiệu quả hơn việc yêu cầu con tập tennis đi hay con vào phòng học bài đi lại một lần nữa cách đó có thể có kết quả ngắn hạn có thể con bạn sẽ vào phòng học và mở sách toán ra hoặc rất có thể cậu bé sẽ bật nhạc lên hoặc chơi game có thể con gái sẽ đi, đi tập đàn hoặc không thực tế có lẽ là không trẻ con có thể sẽ máy móc làm việc làm các động tác cần thiết điều đó khiến bạn nghĩ rằng chúng đang làm việc bạn muốn chúng làm nhưng chúng sẽ không để tâm trí vào đó không ai nhiệt tình làm việc mà người ta buộc họ phải làm. Chìa khóa của vấn đề là hãy bấm nút đam mê của mỗi người bằng những động lực phụ. Đây là cách tạo động lực phụ mà tôi đã sử dụng. Vào ngày thứ ba, tôi bảo bọn trẻ ở khu tập tennis hãy tham hãy mang theo 5 đô la vào thứ sáu vì sẽ có một chiếc xe buýt đến công lạc bộ. Hãy mang một chiếc áo ấm đến vì Đêm trời lạnh, chúng ta sẽ đi xem đội USC Trojan đối với đội U... UCLA Bruins. Đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời với những ai có điểm 7 trở lên sẽ được đi. Bạn sẽ thấy những gương mặt bừng sáng, bọn trẻ trở nên rất háo hức. Tôi cũng vậy. Vì đối với tôi, một sự kiện có tính khích lệ như việc xem một trận đấu ở, chợ, ở trường đáng giá khoảng 30 giờ thực hành theo chương trình của bạn Dù đó là thể thao, kêu vũ âm nhạc, nghệ thuật, viết lách hay bất kỳ thứ gì khác Điều đó đúng là đáng giá 30 giờ thực hành Mọi người cười khi tôi nói vậy Nhưng điều đó là nghiêm túc đấy Nếu bạn muốn tạo ra động lực phụ cho con trai để cậu bé trở thành một cầu thủ bóng bầu dục Hãy đưa cậu bé đi xem trận đấu của họ một giải đấu chuyên nghiệp Cũng theo cách này Để khích lệ con gái bạn trở thành ca sĩ Hãy đến buổi hòa nhạc của Sidley Crow hay Venetka Caston Tôi nhìn thấy hàng nghìn cô gái phấn chấn trước ca sĩ này Nếu bạn muốn con gái chơi trượt băng nghệ thuật Hãy cho cháu xem Sarat Hung hoặc Michelle Wan biểu diễn nếu bạn muốn con gái chơi bóng chày, hãy đến trường đại học hoặc các trận đấu của WNBA. Đó là cách bạn mời chào trẻ. Với cách động lực đó mang tính chất giải trí. Tôi không chỉ dẫn Mai và Bob đi xem Andre NFC mà ở các trận đấu chúng tôi còn mua áp phích hình Andre. Đừng đánh giá thấp giá trị của những thứ đó. Các con bạn sẽ treo những tấm áp phích này trên tường phòng ngủ Ngày nào cũng sẽ nhìn thấy chúng Và đó là cách giữ gìn động lực tuyệt vời cho chúng Chúng tôi cũng đặt mua giải kỳ của tạp chí tennis Chúng tôi thậm chí còn mời cả mời lớp nhà trẻ của hai cậu con trai sinh đôi của mình Đến câu lạc bộ tennis để tham gia sinh hoạt Tôi cần một cặp biểu diễn Thử vai, dĩ nhiên đã chọn Mai và Bốp. Bỗng nhiên không chỉ hai con trai tôi coi mình là vận động viên tennis mà bạn bè chúng cũng nghĩ như vậy. Mai và Bốp không bao giờ, không bao lâu sau đã đeo băng ở cổ tay rồi mặc quần áo tennis đi học. Sau đó chúng mang theo chiếc vợt đến lớp. Đấy, các bạn thấy không? Tôi không bao giờ nói này, Bốp và Mai các con nên là những vận động viên tennis. Thay vào đó, tôi dẫn chúng đi xem những sự kiện tennis thú vị. Tuy nhiên, tôi thấy cần chỉ ra rằng động lực sẽ thay đổi khi bạn cùng con tiến đến các bước tiếp theo. Nhưng gì tạo động lực cho đứa trẻ 4 tuổi không phải lúc nào cũng tạo động lực cho một đứa trẻ 10 tuổi và tương tự như vậy với một đứa trẻ 10 tuổi và một đứa trẻ 16 tuổi. Phụ huynh và huấn luyện viên cần nhận ra thay đổi này và thích ứng với hình thức mới của động lực. Bạn cần phải sáng tạo, tìm kiếm các cách thức mới để giữ sự say mê cho con. Mai và Bob tham dự trận đấu giải David Cup đầu tiên của mình khi chúng 10 tuổi. Giải này được tổ chức tại ở Las Costa và đội đấu Mỹ với đội đấu Mexico. Trước khi có trận đấu thi đấu của các cặp đôi, Tôi dân chúng đi mua ít bỏ ngô và khi chúng tôi quay lại khăn đài, ngôi sao Rick cùng đồng sự của mình Jim Buck đi ngang qua. Rick nói, xin chào hai cậu bé sinh đôi. Mắt mở to phấn khích, hai cậu anh em đồng thanh trả lời. Chào anh Ricky. Hai em đã chơi bóng giải nào chưa? Ricky hỏi. Rồi ạ, à, bọn em mới thắng giải Long Beach của Chủ nhật tuần trước. Mai nói, hai em giỏi lắm. Hồi trước anh cũng đã thắng giải đó. Dick và Jim đi tiếp và thắng trận đó sau 4. Hiệp đấu rất hay. Còn Mai và Bob thì vô cùng hưng phấn và liên tục vẫy cờ từ hàng ghế trước. Mai và Bob trở về nhà, hãm chơi tên nít hơn bao giờ hết và đính đinh rằng nếu mình đã thắng giải tennis nít nhỏ mà Rick Nain đã từng thắng, thì một ngày nào đó mình cũng sẽ thắng giải lớn. Tuy nhiên, bạn không cần phải tạo động lực cho con mình bằng những sự kiện quá lớn. Bạn không cần dẫn con đến các giải lớn như giải David Cup, Wimbledon hay giải Mỹ mở rộng. Chỉ cần một trận đấu như giữa đội USC và đội UCLA là đủ. Hãy đến xem cả trận tennis ở trường trung học nữa. Tôi rất tin tưởng vào hiệu quả của việc cho học sinh bé tham dự vào các sự kiện của trường trung học. Đối với một học sinh lớp bé, một động viên ở trường trung học là một vị chúa trời. Chính bản thân sự kiện đó đã có tính khích lại rồi. Bước tiếp theo là xem các vận động viên ở trường đại học biểu diễn và sau đó là các vận động viên chuyên nghiệp. Trong âm nhạc, bạn không cần phải đi xem ban nhạc U2 hay Drive Hãy đi xem một ban nhạc nhỏ lưu diễn tại địa phương hay một ban nhạc ở trường trung học hoặc một ban nhạc biểu diễn ở nhà hàng xóm thực ra nếu đến tất cả các buổi biểu diễn này vì nó ghi dấu chặng đường phát triển phát đối với tôi khích lệ mai và Bob bằng cách cho chúng gặp và xem các ngôi sao tennis hàng đầu là đủ tương tự đối với âm nhạc không nên chỉ cho con trẻ đến carnegie hôn chắc chắn việc đó sẽ rất tuyệt vời và quan trọng nhưng Việc dẫn chúng đến một buổi biểu diễn hòa nhạc ở địa phương cũng rất quan trọng không kém. Hãy dẫn chúng đi xem một buổi biểu diễn ở trường. Bật các điếc nhạc cổ điển trong xe hơi và ở nhà tất cả sẽ ngấm dần dần. Cả các hoạt động nhỏ và lớn lẫn lĩnh vực hoạt động lớn. Với tôi, tôi dẫn Mai và Pop đi xem các trận đấu tennis nhà nghề giải. Mercedes-Benz Cup ở Los Angeles nhưng tôi cũng dẫn chúng đi xem các giải đấu cầu thủ ở trường đại học, về kể cả các trận ở trường trung học. Khi chúng tôi, khi chúng 6 tuổi, tôi dẫn chúng đi xem các cậu bé 10 tuổi chơi giỏi. Đối với một đứa trẻ 6 tuổi, một đứa trẻ lớn hơn 4 tuổi có thể được coi như là nhà vô địch thế giới. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ là bước tiếp theo của chúng chơi giỏi khi lên 10. Và chúng ta sẽ tiếp tục dẫn chúng đến các trận hay buổi biểu diễn của trường trung học và sau đó là trận đấu hay buổi biểu diễn ở trường đại học và sau đó là một trận đấu chuyên nghiệp hay một vở kịch ở sân khấu chuyên nghiệp xem tất cả các cấp độ trẻ sẽ thấy được bước tiến triển cần thực hiện để tiến đến đích và mình muốn bằng cách xem một trận đấu cầu thủ ở trường trung học chơi trẻ sẽ không bị choáng ngợp đến mức Nghĩ mình không bao giờ làm được như thế. Chỉ cần đạt được mục tiêu trở thành vận động viên ở trường trước đá. Khi Rick Land bảo Mai và Bob, rằng anh ta cũng đã từng thắng giải thi đấu nhỏ, mà chúng đã thắng, hai cậu bé sinh đôi hình dung ngay được bước tiến, tiến bước tiến triển. Nếu thắng được những giải như vậy, có thể một ngày nào đó chúng sẽ có đủ trình độ chơi giải David Cup. Có lẽ bạn không thể giới thiệu với bạn bè những ngôi sao hàng đầu như Rick Land hoặc Charlie Miner nhưng cho chúng làm quen với một đội vận động viên ở trường trung học là điều khả thi. Mặt khác, hãy dẫn chúng đến một khu huấn luyện và có thể cuối cùng chúng sẽ gặp được Peter Sampras hay Mitchan Jordan